Chính bởi vì cái việc theo đạo Tin Lành ấy, nó không có giống như các đạo khác là phải thay đổi cái ăn, cách sống, cách mặc, cạo trọc đầu hay là bất cứ cái gì. Thì chính bởi như vậy là đôi khi cái người theo đạo Tin Lành ấy nó gần như chả khác gì cái người không theo cả. Hi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Video này mình sẽ mang tính chất chia sẻ thôi. Và cái video này mình sẽ nói về cái việc khi trở thành Cơ Đốc nhân thì thực sự cuộc sống của chúng ta nó sẽ như thế nào. Các bạn nên xem cái video này nếu như các bạn là người mới tin Chúa, mới theo Chúa, hoặc là các bạn cần phải hướng dẫn, cần phải giúp đỡ cho một ai đó bước vào cái hành trình theo Chúa, tin Chúa của họ, thì các bạn nên xem video này. Khi mà ta nói về chữ đạo, khi chúng ta theo một cái đạo đó, theo một cái tôn giáo đó, thì sẽ mang nhất là đi tu, thì nó sẽ mang một cái tính chất gắn liền với cái từ tu luyện các bạn, với cái từ tu luyện. Nói đúng ra thì Tin Lành, đạo Tin Lành thực ra không phải là một tôn giáo, mà đạo Tin Lành được nói đi nói lại trong tất cả các video đó là Tin Lành là mối quan hệ của bạn với Chúa Jesus Christ, và bạn với Chúa Jesus Christ. Chúng ta cần phải có mối quan hệ với Chúa. Tin Chúa là một cái việc gì đó, nó chỉ là thể hiện là bạn biết về Ngài mà thôi. Biết có Ngài, nhận biết có Ngài, các bạn tin là có Ngài và tin Ngài đã chết thay các bạn. Nó chỉ đơn giản, nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. Chứ còn việc tin Chúa nó chả nói lên cái việc là bạn có quan hệ với Chúa hay không. Và việc các bạn đi theo đạo Tin Lành, các bạn kiêng ăn, các bạn không làm điều này không làm, thì đấy là việc tu luyện và tu hành thôi, nó chẳng liên quan gì đến cái mục đích chân lý đạo mà Chúa Giêsu công bố cả. Điều mà Chúa Giêsu công bố là Chúa Giêsu muốn mọi người có mối quan hệ với Ngài, muốn mọi người có mối quan hệ với Ngài. Các bạn nhớ đây là cái cốt yếu của Cơ Đốc nhân, của Cơ Đốc giáo. Không phải là theo đạo, không phải là tu hành, không phải các bạn có thêm một đạo mới, không phải các bạn phải tu luyện hay tu hành hay là phải làm theo hay phải có một lối sống đạo như thế nào đó, hay là các bạn phải phải trở thành con người như nào đó, phải ăn mặc như nào đó, phải cách nói như nào đó thì nó mới là người theo Chúa hay người tin Chúa hay là người theo đạo. Thì bạn phải hiểu ở đây mình không nói về cái việc theo đạo, không nói về việc các bạn có cái đức tin hay hiểu biết như nào, mà mình đang nói về việc là tin Chúa. Nó không có liên quan gì lắm đến cái việc các bạn biết Chúa là ai, và đặc biệt nữa là Chúa biết bạn là ai. Chúa biết bạn là ai, điều này vô cùng quan trọng. Thì video này không phải là video giảng dạy, mà video này mình muốn chia sẻ về, mà là đây là một talk show mà mình muốn nói là hướng các bạn đến cái điều mà khi trở thành Cơ Đốc nhân thì các bạn trở thành như thế nào. Chúng ta phải biết là chúng ta có mối quan hệ gì với Chúa và Chúa có mối quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta Chúa gắn kết đến đâu, gắn kết đâu, Chúa có muốn nói chuyện với chúng ta không, và chúng ta có thể nói chuyện với Ngài không. Các bạn thân thiết với Chúa đến mức độ nào, đấy là cốt lõi của đạo Tin Lành. Thì trong cái talk show này mình sẽ nói về cái việc thứ nhất mà mọi người thường hiểu nhầm là theo đạo nó sẽ thế này và theo đạo nó sẽ thế kia. Thì thực ra theo đạo Tin Lành, theo đạo Tin Lành là một cái đạo mà không cần phải mặc áo này áo kia để thể hiện mình theo đạo, không cần phải nói một cái thần chú gì để thể hiện mình theo đạo, không cần phải mang mác hay là đeo ảnh, không phải xác nhận cái gì là mình theo đạo cả. Theo đạo Tin Lành rất dễ, đúng không? Không phải hình thức bên ngoài trang trọng hay là phải như thế nào để thể hiện là người theo đạo Tin Lành cả. Người theo đạo Tin Lành đơn giản là tiếp nhận Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu, thế là đã là người theo đạo Tin Lành. Chính bởi vì cái việc theo đạo Tin Lành ấy, nó không có giống như các đạo khác là phải thay đổi cái ăn, cách sống, cách mặc, cạo trọc đầu hay là bất cứ cái gì. Thì chính bởi như vậy là đôi khi cái người theo đạo Tin Lành ấy nó gần như chả khác gì cái người không theo cả. Thế là cái việc này là đôi khi các bạn hiểu nhầm. Thực ra đấy, các bạn muốn chơi với một người tốt thì các bạn phải trở nên tốt. Các bạn muốn chơi với một người giàu, các bạn không thể quá nghèo hèn được. Các bạn muốn chơi với một người có đạo đức, các bạn không thể quá xấu và gian ác được. Các bạn muốn chơi với một người có tầm ảnh hưởng trong xã hội, có tầm ảnh hưởng trong cuộc sống, thì các bạn cũng phải là người gì đó, chứ không phải là các bạn là một người
nông dân hay là một cái người gì đó bình thường, cần không có kiến thức, không có trí thức, ăn nói bố bã mà lại chơi được với người người ta có ảnh hưởng đến xã hội trong sống đâu. Thì TV rồi mình chia sẻ là thật lòng, nên các bạn đừng, nên các bạn đừng có trách mình, vì đây là một cái talk show nên mình nói nó phải sự thật. Nó nằm ở cái việc đó là khi các bạn muốn có mối quan hệ với Chúa Giêsu thì bạn phải là người như thế nào, thì Chúa Giêsu mới mới muốn kết giao với bạn. Đây là mối tương quan của Chúa. Trong Kinh Thánh chép thế này là hễ ai tin Chúa thì Chúa sẽ ban quyền phép trở nên làm con cái Đức Chúa Trời và được xưng Đức Chúa Trời làm cha. Nhưng miệng chúng ta xưng Đức Chúa Trời làm cha, nhưng cái cách sống, cái đời sống, cái văn hóa sống, cái thái độ sống của chúng ta, cái cách ăn mặc, cái cách nói chuyện, cái cách đi đứng, cái công việc của chúng ta hay là nó lại phản đối lại cái môi miệng của ta xưng Đức Chúa Trời làm Chúa, lại phản đối lại cái cuộc sống thật sự của Chúa, cái cuộc sống thật sự có Chúa, có mối quan hệ với Chúa chúng ta. Chúng ta cứ giả dụ đi, chúng ta là con của chủ tịch nước thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta phải ăn mặc thế này, phải đi xe này đúng không? Thì tương tự như vậy, khi các bạn tin Chúa Giêsu, các bạn biết là tôi muốn được kết giao với Chúa, tôi muốn Chúa đến với tôi và nói chuyện với tôi như một người bạn, hay là Chúa chấp nhận tôi như là một người con, thì tôi phải thay đổi. Tôi thay đổi. Thực ra Chúa không bắt ép các bạn phải thay đổi, mà cái điều đó là điều nó phải tự động được xảy ra. Các bạn rất hay hiểu nhầm với cái việc là Chúa bắt ta phải tu luyện, à Chúa bắt ta phải 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 điều này phải điều kia. Không, đạo thế này không phải như vậy, mà đạo thế này mà cái điều đó nó phải tự sinh ra, tự các bạn cảm nhận rằng mình không xứng đáng với Chúa, tự các bạn phải cảm nhận là chúng ta như thế thì chúng ta không thể đến gần với Chúa được, ta phải tự cảm nhận như vậy thôi, không cách nào cả các bạn, ta phải tự cảm nhận. Chúa không bắt ép các bạn. Biển này mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ hèn cũng như kẻ giàu, soi sáng cho kẻ nghèo, soi sáng cho cái kẻ ác cũng như người tốt, giống nhau. Chúa làm mọi việc một cách quân bình như vậy. Chúa yêu bạn là người gian ác hay tội lỗi hay nghèo hèn thì cũng giống như, cũng nhiều như Chúa yêu một người giàu, yêu một người đạo đức hay yêu một người có địa vị trong xã hội. Chúa yêu người này bằng người kia, không ai nhiều hơn ai, cũng giống như ánh sáng mặt trời, cũng như thời gian 24 tiếng một ngày, không nhiều hơn ai, không ai nhiều hơn ai. Nhưng khi các bạn biết là Chúa yêu nó như vậy, như vậy, nhưng mà khi ta đáp trả cái tình yêu của Chúa nó sẽ là như thế nào, và khi chúng ta muốn là mình có mối quan hệ với Chúa này thì chúng ta phải có cái thái độ, dần dần chúng ta phải thay đổi đi đúng không? Cách sống, cách sinh hoạt, mọi thứ chúng ta phải thay đổi đi. Và làm sao để cho xứng đáng với chúng ta là một người con của Chúa, một người Chúa chấp nhận, Chúa đón nhận vào trong cái cộng đồng của Ngài, vào trong nước của Ngài, vào trong nước thiên đàng của Ngài. Chúng ta phải sống làm sao cho nó sống xứng đáng. Chú không bắt ép cái điều đó, mà điều đó phải tự động xảy ra thì nó mới có, mới gọi là thật sự kết quả, nó mới thật sự là có giá trị. Chứ còn để bắt ép các bạn, bắt các bạn phải tu, bắt các bạn phải đọc kinh, bắt các bạn phải cầu, cái đấy đấy tin lành không có đấy. Tin lành không có một bài kinh nào để các bạn phải học thuộc, phải bắt cả. Tin lành không như vậy, không giống như tất cả đạo khác. Các bạn nhớ đây điều đặc biệt của tin lành, và đấy mới là chân đi đạo. Chân đi đạo là gì? Là các bạn tự sinh ra, tự tái sinh, tự phát triển trong lòng các bạn, tự nảy sinh, tự sản sinh ra. Thật sự là mình muốn nói bạn nó như là chúng ta nói chuyện với nhau vậy. Cái ngày tháng mình theo Chúa, mình đúc kết được, mình đọng lại, mình để lại. Mình muốn nói với các bạn, nói thôi, anh em, mình tâm sự với nhau, nó đúng nghĩa, không phải là chia sẻ làm vậy gì cả. Để cho tất cả anh em ta nó thoải thoải mái với nhau, trong tất cả các video khác nữa, đúng không? Và vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta thường là mới, là những người mà mới đấy thì là không có nhiều kiến thức, đúng không? Không có nhiều kiến thức, và chúng ta thường học là bởi một người khác dạy dỗ chúng ta, đúng không? Bởi người khác chia sẻ chúng ta, bởi người khác hướng dẫn chúng ta, giúp đỡ ta trên con đường theo Chúa. Và các bạn phải có một cái người đó, phải có người đó, và cái người đó lên là người uy tín, đúng không? Một người uy tín một chút, một người mà các bạn cảm giác là bạn có thể gửi gắm niềm tin vào họ để các bạn đi theo họ, họ có thể giúp đỡ các bạn. Vì nếu như mà các bạn không tin họ thì làm sao họ giúp các bạn được? Các bạn không dám chia sẻ cuộc sống của bạn với các họ, các bạn không dám nói hết những gì có trong khúc mắc của cuộc đời các bạn để họ giúp đỡ bạn đến gần với Chúa, thì làm sao mà họ thể giúp đỡ các bạn? Thì mình muốn chia sẻ ở đây này, thì các bạn ấy khi mà mới theo Chúa thì nên có những người đó. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng chăm chăm rồi là làm theo rồi là tất cả đều phải nghe theo người đó, hay là
đừng có, tức là mình muốn là các bạn không có lệ thuộc vào người đó nhiều quá, mà các bạn nên có thêm hai hoặc ba người, bốn người, năm người khác nữa cũng giúp đỡ các bạn. Và tuy nhiên là họ thì ít thôi, nhưng mà các bạn có sự đối chiếu cuộc sống của người đó với cuộc sống của những người khác. Và khi các bạn tin Chúa rồi đấy thì nó là một cái mới, và các bạn nó là cải đạo và bước vào một, nói chung thì cũng là bước vào một cái tôn giáo. Thế nhưng mà các bạn phải xem là cái nếp sống tôn giáo, cái nếp sống cộng đồng ấy thì nó ảnh hưởng như nào đến cái nếp sống tâm linh. Tức là tâm linh nó là phải là tự động các bạn muốn làm điều đó, chứ không phải là ép các bạn thì là không được. Ngay cả cái việc dâng hiến, dâng tiền, quyên góp, các bạn phải, nó là cái tự nguyện tự động của các bạn. Luật của Chúa thì là dâng 1/10, nhưng các bạn không cảm thấy mình có khả năng, các bạn không các bạn dâng 1/10 cho các bạn tiếp thì bạn từ từ lận dâng, đúng không? Bởi vì các bạn dâng theo cái ép buộc, nó cũng chỉ là thể hiện cái gọi là theo đạo thôi, nó thể hiện cái là gọi là nó thể hiện là cái bắt ép thôi, nó không có giá trị ở đâu. Thì khi các bạn sống trong một cái cộng đồng tôn giáo sinh hoạt thì các bạn nên có những con người đối chiếu với nhau. Đây là cái thông sâu mình chia sẻ, nó phải rõ ràng như thế, phải rõ ràng như thế, bạn không phải bị quá lệ thuộc vào ai cả. Và đôi khi ấy, đặc biệt này là có những người, người ta không muốn chăm sóc các bạn lâu đâu, không muốn giúp đỡ các bạn nhiều đâu, vì các bạn họ phải muốn là các bạn phải lớn nhanh lên, các bạn phải hiểu biết nhiều hơn, và hiểu biết nhanh lên các bạn phải khao khát thật sự, các bạn phải tự đi tìm kiếm, đừng cái gì hỏi họ, bắt ép họ phải dạy, bắt ép họ phải làm mẫu cho các bạn mãi. Họ cũng muốn các bạn phải nhanh lên, và họ sẽ dần dần xa rời các bạn và bỏ rơi các bạn, giống như gà mẹ bỏ rơi đứa con ấy. Bỏ rơi gà con ấy, để con gà con nó phải tự nó phải đi kiếm ăn đi, phải tự nó phải lớn lên. Các bạn đừng quá phụ thuộc vào người khác quá. Thì cái video mình nói thẳng là như vậy, các bạn quá phụ thuộc vào người ta thì thứ nhất là không tốt cho người ta mà không tốt cho các bạn. Thì thế thì các bạn phụ thuộc vào đâu là cái điều thứ ba mình chia sẻ với các bạn. Thì các bạn này phụ thuộc vào internet đi, về bây giờ con rất nhiều internet rồi, nó sẽ mang chất dạy dỗ rất là nhiều. Nó sẽ chủ động cho các bạn, nó chủ động các bạn quyết định thời gian học, quyết định thời gian nghiên cứu, quyết định thời gian học cái gì, chủ đề gì, cầu nguyện bao nhiêu, các bạn quyết định, các bạn có chủ động. Rồi thứ hai là các bạn kết bạn rất thân với một người cũng cùng đức tin, có đức tin, có thể người đó ở xa ở gần không quan trọng, độ tuổi như nào bạn, quan trọng là các bạn có những người bạn, người đó không phải là người dạy bạn, không phải là người giỏi hơn bạn, không phải là không quan trọng là họ giỏi hơn hay là họ dạy bạn hay là họ là, quan trọng là các bạn có một người cùng với đức tin các bạn, không chống đối các bạn kết thân với họ. Có thể là họ thấp hơn thì các bạn giúp đỡ họ, mà họ khỏe hơn họ giúp đỡ các bạn. Tất cả là quan trọng là mình muốn các bạn có một người bạn rất thân trong đạo, rất thân trong Chúa. Bởi vì chúng ta lại thân với Chúa đúng không? Rất thân với Chúa thì đây là điều tốt, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó đúng không? Bởi vì là chúng ta không hiểu hết về Chúa làm sao chúng ta rất thân với Chúa được, đúng không? Cho nên là cái khoảng thời gian đi theo Chúa này nó là một quá trình khá là sâu sắc mà tâm linh, và hiểu biết rõ ràng về Chúa thì chúng ta mới có thể như lộc được, đúng không? Các bạn phải hiểu như vậy. Không, lộc theo Chúa 10 năm, 10 năm mình mới biết là cảm giác thế nào là nghe tiếng Chúa, cảm giác thế nào là Chúa phán, cảm giác thế nào là Chúa không hài lòng, cảm giác thế nào là phải xin lỗi Chúa, cảm giác thế nào phải cầu nguyện trước khi làm việc, cảm giác như thế nào là Chúa đang giúp đỡ và cảm giác nào là Chúa không giúp đỡ, cảm giác thế nào là Chúa buồn, Chúa vui. Cảm giác này nó có là 10 năm rồi, nó là cái kinh nghiệm rất lâu. Và có thể là các bạn 2-3 năm các bạn cảm giác được cái điều đó này, hoặc thậm chí có người 1-2 tháng họ cảm giác được cái tác động của Chúa luôn. Thế nhưng mà không nghĩa là các bạn giỏi rồi, các bạn ấy rồi, thì các bạn là nên đấy, các bạn nên có một cái người bạn rất là sâu sắc, người ta gọi là người ta là đồng chiến đấu đấy, người đồng chí, đồng chiến đấu có thể là hai được, ba cũng được, hoặc là nhóm cũng được, nhưng mà các bạn phải nhớ là phải có là nhóm được, nhưng mà phải có, để khi các bạn có cái gì trong cuộc sống ấy, thì các bạn có một cuộc chiến tâm linh nào đó, hay bạn gặp một khúc mắc nào đó, hay một cái gì đó, các bạn luôn luôn phải chiến đấu được. Đây là cái tức là học thầy không thể học bạn, học thầy không thể học bạn. Thì các bạn có nguồn internet này, có bạn bè, đúng không? Và chắc chắn các bạn phải đọc các tài liệu giấy rồi, các tài liệu giấy kinh thánh thì mình không nói đến, đọc các cái này bắt buộc rồi. Kinh thánh thì là kinh thánh duy nhất trực tiếp nói là lời Đức Chúa Trời trực tiếp, đúng không? Lời Đức Chúa Trời, còn gián tiếp thì các bạn đọc các cuốn sách khác của các nhà tiên tri khác, của các người học về Chúa khác, của người có ân tứ khác, các thứ để các bạn học, để các bạn giỏi hơn và nhanh hơn. Và nếu có thể được thì mình khuyên các bạn là nên đi học trường kinh thánh. Các bạn không nhất thiết phải học trường kinh thánh đại học, học 4 năm 3 năm,
mà các bạn có thể học trung cấp hoặc sơ cấp thôi, nó là 6 tháng hoặc 5 rưỡi, hoặc là tham gia các khóa bồi linh đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn. Thì đây là một cái talk show chia sẻ về vấn đề tin Chúa. Các bạn nhớ, mục đích cuối cùng là các bạn có mối quan hệ với Chúa, có mối quan hệ với Chúa, và Chúa có mối quan hệ với các bạn. Đấy. Chúa có mối quan hệ với các bạn. Hãy nhớ câu Kinh Thánh hay nhất trong Kinh Thánh, mình nghĩ là nó phải, câu Kinh Thánh phải nói là mình nghĩ là phải rất là hay, nó nằm ngay đầu với Kinh Thánh đâu, trong những chương đầu của Kinh Thánh đâu, đó là Adam ơi con ở đâu. Hãy nhớ cái vị trí của bạn, hãy nhớ tiếng gọi của Chúa, Adam ơi con ở đâu, đừng chạy trốn Chúa nhé. Các bạn phải biết sẵn sàng đối diện với Chúa, sẵn sàng đối diện cả Chúa, cả kể các bạn phạm tội, đối diện với Chúa đi, Chúa tha đấy, Chúa tha, nhưng mà quan trọng là phải ăn năn thật. Thì sẽ có một cái talk show mình sẽ nói về việc ăn năn thật và cách nhận sự tha thứ của Chúa và khôi phục địa vị của các bạn, thì mình sẽ nói trong video khác. Còn cái video này mình muốn chia sẻ về cái việc là khi tin Chúa các bạn sẽ như thế nào, khi tin Chúa các bạn sẽ xảy ra cái cuộc sống như thế nào. Đấy, một cái talk show vậy thôi. Còn có thể là một cái talk show khác mình sẽ nói về cái việc là những bắt bớ chắc chắn sẽ có, khi người mới tin Chúa đấy sẽ bị dao động về tâm lý rất là nhiều, và ma quỷ nó biết là mình bị dao động ấy, thì tác động đến cái thế giới linh của nó sẽ biết là chúng ta yếu đuối, nó sẽ đến nó cám dỗ rất là nhiều, và nó đưa những người đến là người thì đến nói nhẹ, người đến nói nặng, người đến chửi bới, có thậm chí là có những người bị đánh đập, bị đù đày, có rất nhiều thứ đấy. Bởi vì là chúng ta mới tin Chúa, ma quỷ nó muốn cướp lại cái linh hồn của chúng ta từ tay Chúa. Thế là mình sẽ có những video talk show về những điều đó, giúp các bạn giải quyết và gỡ bỏ thắc mắc. Còn cái tia video này nói về Chúa là mới tin Chúa thì các bạn sẽ phải bước đi như thế nào thôi. Thì sẽ có những video khác nó tuyệt vời hơn. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Goodbye.